người con của vùng duyên hải miền Trung, cho nên Diễm đánh giá rất là cao những bất động sản ven biển. Diễm cho rằng những căn nhà ven biển không chỉ đem đến những cái giá trị lớn lao về mặt sức khỏe mà còn về mặt đầu tư và kinh tế nữa. Và Diễm cũng đã quyết định là đầu tư Ocean Residence, một sản phẩm rất là khác biệt. Bởi vì Diễm tin rằng đây là sản phẩm cho thuê tốt đối với những ai mà muốn đến với Phan Thiết để nghỉ dưỡng lâu dài, có thể là 3 tháng, 6 tháng. Cho nên đây là cái tiềm năng mà Diễm nghĩ trong tương lai Phan Thiết sẽ rất là nở rộ, đặc biệt ở một cái tổ hợp mà đã được đầu tư bài bản và chỉnh chu như thế này.